Cái này cái nu bồ công nha bạn. Nu bồ công nó lớn đó nha. Nó lớn cái dòng trung sim. Nó có dòng lá 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 nhỏ hơn lớn lá trung đó nha, là cái dòng trung sim này nè. Cái này cái dáng đổ mình mới làm lại, nó có cái co. Cái này mình mới trồng lại nha các bạn, trồng lại vô chậu mới. Cây này cái quành chỗ này khoảng 20 mấy thôi, 25 26 gì thôi, 25 thôi. Nó có cái co đổ này. Nói chung cái co này tận dụng rồi chèn vô làm co đổ này, làm cái đổ. Cái này là cái vàng lông này mới người ta mới nuôi được sơ sơ rồi. Vô kẽm làm lại. Cái này nếu mà nuôi được năm nữa tàn, cái này chắc cái tàn này mới nuôi được năm à. Vậy mấy bạn nuôi khoảng 5-2 năm nữa. Cái này sẹo như xíu nè, sẹo nó bao gần hết rồi, còn chỉ còn cái sẹo chỗ này nè. Sẹo cành chỗ này. Cái này nếu mà mấy bạn về mấy bạn bắt cái nóc cũng được, để về cũng được. Nó tùy người tùy người thích. Làm thêm cái nóc chỗ này cũng được, đâu đây cũng được. Là làm thêm cành chỗ này dặm vô cũng được, cảm giác đầy đặn hơn. Còn mình thì đúng khúc này bỏ khúc trống của mày luôn nè, uống nguyên khúc này hả. Cái này thì đế cũng cứng cáp á, này đế cứng cáp rễ lắm mấy bạn. Chiều mình nhổ ra mình trồng trong cái chậu này mình phải vũ bớt, cắt bớt rễ lắm. Mới vô nu bồ công nha bạn, cái nu bồ công, cái này mình gửi luôn cái chậu nha, cái này mới trồng những chậu xi măng cũng nặng lắm, nói chung cũng nhỏ chứ không nặng lắm, cái chậu này cao khoảng 23 thôi. Đồ quỷ chậu xi măng nó dở thế ghê các bạn, nứt rồi răng này nè, răng này, chậu này có mấy chục ngàn các bạn, chậu này mấy chục ngàn, gửi luôn cái chậu các bạn ơi. Nứt bể về tự chịu nha. Cái này chậu xi măng không nhiêu tiền hết, về bạn thay vô cái chậu men cho xịn xịn. Cây này nó chung nuôi trong chậu luôn bình thường, bạn không cần có nuôi cây mấy cây mini này về nuôi trong chậu, cây xanh ông bình thường ha. Bạn rau rải cho nó phân hữu cơ rồi vô nhìn phân vi sinh nữa. Tốt chứ lắm. Đâu có vậy. Lâu lâu còn phải nhổ ra, nhiều khi nó ăn rễ ăn hết nhiều quá lâu phải nhổ rồi cắt bớt rễ bỏ, mà những thỉ nó khỏe vậy đó. Nó ăn rễ dữ lắm. Ăn bít cái chậu luôn các bạn. Các bạn để đây, tôi để đây khoảng 6-7 tháng ăn hết cái chậu luôn, thì 5-6 tháng, 6-7 tháng hơi quá, thì 5-6 tháng nữa ăn bít cái chậu luôn. Mà như thế nha bạn, nguồn công nó lớn mà dòng trung sim nha.